Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa ký quyết định công bố và xác lập kỷ lục cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam dành cho cảng Tuần Châu tại Vịnh Hạ Long. Ngay cả trong khu vực Đông Nam Á thì chưa có quốc gia nào có cảng nhân tạo lớn như ở đây. Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu Vịnh Hạ Long nằm ở phía tây đảo Tuần Châu, vị trí cửa ngõ của Vịnh Hạ Long thuộc địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cảng có tổng diện tích 1.728.133 m², bao gồm cả vùng nước neo đậu và vùng cửa cảng. Cảng Tuần Châu có độ sâu tối thiểu 10m và tối đa là 14m với sức chứa trên 2.000 tàu. Cảng Tuần Châu nằm trong khu vực kín gió, neo đậu an toàn, cách luồng đường thủy quốc gia 1.500m. Nơi đây cũng rất gần các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long. Hệ thống hạ tầng tiện ích và dịch vụ đều được đồng bộ, sẽ là điểm đến lý tưởng của các du thuyền, các hãng tàu cùng du khách trong và ngoài nước. Sau khi kỷ lục Việt Nam được công bố, Tập đoàn Tuần Châu sẽ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tiếp tục đăng ký cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu tham gia xác lập kỷ lục châu Á và kỷ lục thế giới. Sự kiện này sẽ là một bước đột phá nhằm đưa danh thắng Vịnh Hạ Long xứng tầm vị thế của di sản và kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Lễ công bố và trao chứng nhận sẽ diễn ra vào chiều nay.